Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng mình là Mỹ Uyên. 16 bàn thắng Ronaldo mà Mbappe sẽ không bao giờ thực hiện được. Ronaldo dành cho Mbappe lời khen ngợi và khẳng định tiền đạo 22 tuổi này chính là hiện tại và tương lai của bóng đá sau này. Nói về hậu bối đầy tài năng trong một video quảng cáo của tờ Marca, Cristiano Ronaldo khen ngợi Mbappe là hiện tại và tương lai, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, có tốc độ và sẽ là tương lai của bóng đá sau này. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ của CR7, ngôi sao 21 tuổi còn phải cố gắng hơn nữa. Cùng xem lại 16 bàn thắng Ronaldo mà Mbappe sẽ không bao giờ thực hiện được nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Ronaldo không chỉ là thần tượng của các fan hâm mộ bóng đá đỉnh cao, mà anh còn là idol của những ngôi sao hàng đầu trên thế giới hiện nay. Trong đó có tiền đạo Kylian Mbappe, tiền đạo của PSG luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với đàn anh của mình trước báo giới. Từ cách anh trêu đầy ảnh của siêu sao người bồ trong phòng ngủ, cho đến cách anh học theo những kỹ năng đi bóng tuyệt đỉnh của CR7 trên sân, tất cả đều cho thấy được sự ham học hỏi của ngôi sao sinh năm 1998 đối với siêu sao của Juventus. Nhìn Mbappe thi đấu, người ta lại thấy thấp thoáng bản sao hoàn hảo của CR7 đâu đây. Từ cách anh rê bóng, đánh lừa hàng thủ, cho đến những kỹ năng ghi bàn đều quá đỗi đẹp mắt. Nhưng 16 bàn thắng của Ronaldo mà tôi sắp đưa đến cho các bạn sau đây, tôi khá chắc là còn lâu Mbappe mới có thể thực hiện được như thần tượng của mình đấy. Các bạn có tò mò về những siêu phẩm ấy không? Hãy cùng xem qua video này nhé! Bạn có biết vì sao Ronaldo được mệnh danh là ông vua ghi bàn bằng đánh gót không? Nếu không thì hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những pha làm bàn này, bạn sẽ hiểu hơn về biệt danh ấy. Trong trận đấu cuối vòng bảng Euro 2016 gặp Hungary, không chỉ lập cú đúp trong trận đấu ấy, Ronaldo còn trình diễn kỹ năng đánh gót siêu hạng, ghi bàn cực ảo diệu cho Bồ Đào Nha. Từ đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, nhận thấy hậu vệ theo kèm mình có dấu hiệu lơi lỏng, Ronaldo chạy cắt mặt khung thành Hungary và thực hiện pha đánh gót tuyệt đẹp hạ Kirali. Pha xử lý tỉnh táo đầy chất nghệ trong bối cảnh nghiêm trọng áp lực bủa vây ấy như một minh chứng cho thấy đẳng cấp của cầu thủ 5 lần giành quả bóng vàng thế giới, mà có lẽ phải rất lâu thì Mbappe mới có thể có được pha làm bàn đẳng cấp như vậy. Pha ghi bàn mở tỷ số trong trận Real Madrid làm khách trên sân của AS Roma ở lượt đi vòng Knockout Champions League của Ronaldo đã được nhà tài trợ cho UEFA Champions League là Nissan lựa chọn đó là pha lập công đẹp nhất mùa giải 2015-2016 vì CR7 đã phô diễn đầy đủ tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm căng hiểm hóc của một ngôi sao tấn công hàng đầu. Nhận được bóng từ đường truyền của hậu vệ cánh Marcelo, Ronaldo bứt tốc ở hành lang cánh trái. Sau động tác qua người quá khéo léo, Ronaldo tung ra cú sút căng bằng chân phải, đưa bóng bay về góc cao khung thành của AS Roma, khiến thủ thành Szczęsny bất lực. Trong trận đấu giao hữu giữa MU 4-3 đội tuyển các ngôi sao châu Âu nhân kỷ niệm 50 năm Quỷ Đỏ lần đầu dự cúp châu Âu vào ngày 13 tháng 3 năm 2007, Ronaldo đã cho thấy khả năng xuất phạt thân sâu của mình khi anh đã khéo léo đá bóng qua hàng rào các cầu thủ và đưa bóng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn đối thủ chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới. Không chỉ là ông vua đánh gót mà Ronaldo còn là vua đánh đầu với những siêu phẩm không chiến khổng lồ ghi được nhờ vào những cú bật nhảy đầy phi thường. Những kỹ năng của CR7 rất toàn diện, từ di chuyển, chọn vị trí đến điểm tiếp xúc bóng. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ phải kể đến sức bật kinh hoàng có 1-0-2 và pha đánh đầu ghi bàn vào lưới câu lạc bộ cũ Man United ở lượt đi vòng 1/16 Champions League 2012-2013 trên sân Bernabeu khi anh đang khoác áo Real này là cú bật nhảy ấn tượng nhất của Ronaldo. Theo thống kê của Sky Sports, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bật cao tới 2,93m, một con số quá khủng khiếp nếu biết chiều cao của rổ bóng theo tiêu chuẩn NBA chỉ là 3,05m. Trong pha bóng đó, đầu gối của Ronaldo đã cao tương đương với đầu của hậu vệ Evra. Huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson chỉ còn biết thốt lên, đây là điều phi thường.
Đây chính là tình huống đánh gót ghi bàn đầu tiên của Ronaldo diễn ra trong trận MU Aston Villa mùa bóng 2007-2008. Khi đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang đạt phong độ cao trên đường chinh phục cú đúp Premier League và Champions League. Tình huống khởi đầu từ một cú đá phạt góc sau khi nhận bóng giữa đám đông hậu vệ Aston Villa. CR7 đã chọn giải pháp khôn ngoan dùng chân trái đánh gót sâu kim trung vệ Martin Lausanne do bị cản tầm nhìn. Thủ môn Aston Villa không kịp đổ người chặn bóng. Đây chính là một trong những bàn thắng đẹp nhất của Cristiano Ronaldo trong màu áo Real Madrid. Ở thời điểm phút 93 của trận đấu giữa Real và Valencia, khi tỷ số đang là 1-1, Cristiano Ronaldo đã có một siêu phẩm hoàn hảo tung lưới đối phương, mang về 3 điểm cho Los Blancos. Pha tạt bóng sửa lưng của Di Maria tưởng chừng đã làm khó tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc xuất thần, CR7 đã thực hiện cú đánh gót trên không trong tư thế quay lưng về phía khung thành của Diego Alves. Đây cũng là bàn thắng được bầu chọn là bàn thắng đẹp nhất của mùa giải 2013-2014 của La Liga. Một lần nữa, Cristiano Ronaldo lại khiến làng tốc cầu dậy sóng với pha bật nhảy như một vận động viên bóng rổ ghi bàn giúp Bồ Đào Nha giành vé vào chơi chung kết Euro 2016. Theo thống kê của Daily Mail, Ronaldo đã có pha bật cao lên tới 2m6 mặc dù chiều cao của anh chỉ là 1m85. Khoảng cách dậm nhảy từ mặt đến chân siêu sao người Bồ là 0,76cm. Ronaldo đã có pha bật cao lên tới 2m6, mặc dù chiều cao của anh chỉ là 1m85. Khoảng cách dậm nhảy từ mặt đến chân siêu sao người Bồ là 0,76m. Thời gian diễn ra khoảnh khắc này cực nhanh, chỉ 0,7 giây, trong khi tốc độ đi của trái bóng thực sự khủng khiếp, 71,3km/h. Và tôi tin chắc rằng sẽ rất khó để Mbappe tái hiện được siêu phẩm trên không đầy xuất sắc này của Ronaldo. Trong trận đấu vào ngày 27 tháng 2 năm 2017, với cú sút phạt đền vào lưới Villarreal vào thời điểm ấy, siêu sao Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất từ chấm 11m trong lịch sử vô địch Tây Ban Nha. Cụ thể, Real được hưởng quả đá phạt từ cự ly hơn 25m và người thực hiện không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Cái thương hiệu chuyên gia sút phạt hàng đầu thế giới dành cho CR7 quả thực không sai khi mà anh vung chân một cách hoàn hảo và không mắc một sai lầm nào, khiến Diego Lopez chỉ có thể đứng nhìn trái bóng bay vào lưới trong sự cay đắng tột độ. Phẩm ngã bàn đèn được Ronaldo thực hiện trong trận lượt đi tứ kết Champions League mùa giải 2017-2018 giữa Real Madrid và Juventus từng được lọt vào đề cử bàn thắng đẹp nhất mùa của UEFA. Ronaldo bật cao tới 2m30, đón bóng ở tư thế rất khó. Khi chân tiếp xúc với trái bóng, lưng của ngôi sao người Bồ Đào Nha song song với mặt sân ở độ cao 1m41 và đưa bóng nằm gọn trong lưới của thủ thành Buffon. Chứng kiến pha làm bàn đẳng cấp này, huấn luyện viên Zinedine Zidane liên tục lắc đầu, sờ trán và gương mặt thể hiện sự không thể tin nổi. Cổ động viên Juventus dù đội nhà bị thủng lưới nhưng đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Bạn thấy sao về những siêu phẩm như kỹ xảo này của siêu sao Ronaldo và bạn yêu thích pha làm bàn nào nhất trong những siêu phẩm mà chúng tôi đã tổng hợp vừa rồi? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn cho chúng tôi biết với nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.